Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày 15 tháng 5 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đoàn Thanh niên tỉnh dâng hương kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh họp liên tịch để thống nhất các nội dung của kỳ họp lần thứ 14 dự kiến diễn ra vào tháng 7 năm nay. Giao ban Ủy ban Nhân dân tỉnh cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Tình cảm nhân dân cả nước với Bác Hồ và quê hương Hưng Yên. Tăng cường quản lý an ninh trật tự, khu nhà trọ. Quý vị và các bạn, sáng nay, tại khu di tích nhà lưu niệm Bác Hồ, tỉnh đoàn Hưng Yên đã tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Dự lễ dâng hương có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Bác, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, vị lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam. Bác đã dành rất nhiều tâm huyết cho việc tổ chức dẫn dắt các thế hệ thanh niên đến với cách mạng, tham gia vào quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ban tổ chức đã ôn lại kỷ niệm 10 lần Bác Hồ về thăm tỉnh Hưng Yên, đặc biệt sự quan tâm của người đối với thế hệ trẻ Việt Nam, từ đó thắp lên ngọn lửa yêu nước, khát vọng cống hiến của các đoàn viên thanh niên tỉnh Hưng Yên. Cũng tại chương trình, ban tổ chức đã khen thưởng 23 thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác của tỉnh Hưng Yên, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng và trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2022-2027 cho 11 thí sinh tham gia với tổng giải thưởng trị giá 20 triệu đồng. Chiều nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị liên tịch thảo luận thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các ban ngành có liên quan. Mục đích của kỳ họp thứ 14 nhằm xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023 và một số nội dung khác. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến thông qua khoảng 40 báo cáo tờ trình. Kỳ họp dự kiến tiến hành trong 2 ngày, từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2023. Trước khi tổ chức cuộc họp, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc với cử tri của các huyện, thị xã, thành phố từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 6 năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh đúng quy định của pháp luật, thiết thực và hiệu quả, đúng tiến độ thời gian. Tiếp tục đổi mới phương thức chuẩn bị tiến hành kỳ họp theo hướng cải cách hành chính trên cơ sở đảm bảo đúng luật và nâng cao chất lượng kỳ họp. Tài liệu phải được chuẩn bị kỹ lưỡng theo đúng tiến độ và gửi vào hệ thống quản lý, điều hành các hoạt động của Hội đồng Nhân dân kịp thời để các đại biểu có thời gian nghiên cứu, thảo luận, đóng góp trong kỳ họp, đưa ra quyết định chính xác khi thông qua nghị quyết. Các cơ quan đơn vị địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ và nội dung kế hoạch tích cực chuẩn bị các báo cáo tờ trình có chất lượng tốt và đảm bảo tiến độ, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đơn vị trong việc chuẩn bị các nội dung và phục vụ kỳ họp. Đồng chí đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri đảm bảo đúng luật, dân chủ, hiệu quả và tổng hợp đầy đủ ý kiến phản ánh kiến nghị của cử tri để báo cáo tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Toản nhấn mạnh: chúng ta phải chuẩn bị hết sức chú đáo, kỹ lưỡng, trong đó có những nhận định đánh giá khách quan để chúng ta làm. Đấy. Và cũng lưu được những cái vấn đề mà
nỗi chủ quan mà do hệ thống của chúng ta ở trong chính quyền địa phương của chúng ta ở đây mà chưa phát huy hết khả năng để chúng ta thực hiện được. Đấy là cái yêu cầu hết sức là cần phải rõ. Và đặc biệt là các ban cũng báo vào cái nội dung để chúng ta để thẩm tra làm sao cho nó rõ cụ thể. Các vấn đề đánh giá về tình hình nhận định thì trong báo cáo chung của ủy ban chúng ta phải có đánh giá. Đặc biệt chỉ tiêu đất lúa mà tới đây đã thông qua thì chúng ta bổ sung và điều chỉnh, cố gắng là dành những một buổi để cho các tổ đại biểu chúng ta thảo luận. Vì chúng ta là cần ý kiến tập thể, mỗi người có sáng kiến khác nhau. Nếu thảo toàn tổ thì chúng ta thấy là nhiều nội dung khó như thế. Tại sao huyện xã bây giờ đầu tư công không đầu tư được? Tại sao thu ngân sách các địa phương lúc tăng như thế thì có huyện thì giảm? Đấy thưa đồng chí như thế. Thì nguyên nhân do đâu chúng ta nghe cơ sở người ta nói. Hay như vấn đề là môi trường bây giờ chúng ta cố gắng khắc phục. Thế sao bây giờ kỳ họp nào cũng lên? Thì nó do đâu? Cái báo cáo trả lời kiến nghị cử tri là trước kia trong kỳ họp 11 và trước ấy, các cái kỳ họp trước đây. Đấy, để các đồng chí tổng hợp cho cái này. Thì đề nghị cái này các đồng chí gửi sớm cho. Có thể là trước mùng 10 tháng 6, có thể sớm hơn nữa vì cái này là chúng ta đã tổng hợp rồi. Thế nếu có được nữa thì chúng ta hoàn thiện, vì vẫn còn một số ý kiến của cử tri các huyện là các cơ quan hữu quan là chưa trả lời, vẫn ghi nhận. Đấy, thì nay phải trả lời tiếp, để tiếp xúc cử tri thì chúng ta phải thông tin đến cho cử tri các địa phương chúng ta nắm được. Đấy. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự chủ trì phiên họp giao ban với các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến các nội dung về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể cho Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, quy định về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất, xử lý một số trường hợp cụ thể khi cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Việc ủy quyền quyết định giao nhiệm vụ đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công cho đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban dân tỉnh từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên. Việc ban hành báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 88 ngày 18 tháng 2 năm 2014 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh, xây dựng khu lưu niệm, xây dựng công bố phim tài liệu về thân thế sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu. Việc ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chi tiết luật khám bệnh chữa bệnh được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 và dự thảo các văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết sáp nhập 4 tổ dân phố để thành lập 2 tổ dân phố mới thuộc thành phố Hưng Yên. Trên cơ sở ý kiến đóng góp thảo luận của các sở ngành địa phương, đồng chí Trần Quốc Văn nhất trí thông qua 5 nội dung trình tại kỳ họp. Riêng nội dung về quy định về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất, xử lý một số trường hợp cụ thể khi cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhận thấy vẫn còn một số ý kiến góp ý cần thiết sát thực tế của các sở ngành nên yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung chặt chẽ cho phù hợp, đáp ứng thực tiễn, tránh tình trạng lợi dụng kẽ hở để trục lợi. Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi viết với chủ đề Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức đã nhận được gần 53.000 bài dự thi của các đơn vị địa phương trong và ngoài tỉnh, trong đó có hơn 17.000 bài của các đơn vị ngoài tỉnh. Ông Đinh Tiến Dược là Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, nguyên là Phó Giám đốc Bảo tàng Quân sự Việt Nam, được sinh ra đúng năm Bác Hồ về thăm công trình Đại Thủy Nông Bắc Hưng Hải năm 1958. Niềm tự hào khi được gắn với một dấu mốc lịch sử quan trọng của tỉnh Hưng Yên, cùng những câu chuyện in sâu trong tâm trí tuổi thơ và nhân duyên gặp gỡ làm việc với người Hưng Yên trong suốt quá trình công tác đã luôn thôi thúc ông Dược tích lũy những tư liệu lịch sử về mảnh đất và con người Hưng Yên. Vừa
qua, ông đã chất chiêu những kiến thức, tư liệu, hình ảnh có được để tham gia cuộc thi với mong muốn góp sức trong việc tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử tỉnh Hưng Yên. Bác về lần nào động viên nhân dân lần ấy, nhưng tình cảm của nhân dân Hưng Yên với Bác Hồ cũng lại hết lòng với Tổ quốc, với nhân dân, huy động cả sức người, sức của để tất cả tập trung cho cái việc mà giải phóng miền Nam. Đấy. Và đồng thời lại là tập trung kiến thiết xây dựng tại quê hương. Ngay khi biết thông tin về cuộc thi, Thiếu tá Đỗ Đức Hữu, hiện đang công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Kinh Môn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương, tích cực chuẩn bị tư liệu tham gia. Anh Hữu mong được thể hiện tình cảm đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Qua đó cho thấy sự nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tôi đã tích cực sưu tầm, tìm hiểu các loại tài liệu, xây dựng đề cương, đi từ vị trí, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, những giá trị cốt lõi, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rồi đến những tình cảm của Bác dành cho Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hưng Yên, cũng như việc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hưng Yên đối với Bác. Không phải là người Hưng Yên, nhưng bà Nguyễn Ngọc Thu ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã gây ấn tượng với ban giám khảo cuộc thi khi thể hiện sâu sắc tình cảm và sự hiểu biết xuyên suốt chiều dài lịch sử của tỉnh Hưng Yên. Được biết, khi thực hiện bài thi, bà Thu bị ngã gãy tay, phải nằm viện, nhưng vì lòng đam mê và tình cảm dành cho quê hương Hưng Yên, bà đã cố gắng miệt mài gõ máy tính làm bài thi với một ngón tay trỏ của cánh tay còn khỏe. Bác đã 10 lần về thăm Hưng Yên và mỗi lần về thăm thì bác có những lời chỉ dạy, những lời căn dặn rất là ý nghĩa, và những lời chỉ dạy căn dặn của bác vẫn còn giá trị đến ngày hôm nay. Điều này vừa thể hiện là sự quan tâm của cán bộ đảng viên và nhân dân ở các địa phương khác đối với cả một cái cuộc thi, một cái sinh hoạt chính trị mà rất là có ý nghĩa này. Đồng thời cũng là sự quan tâm đối với cả là đảng bộ, nhân dân Hưng Yên, đặc biệt là tình cảm đối với cả là Bác Hồ của chúng ta. Trong tổng số hơn 17.000 bài dự thi đến từ 22 đơn vị ngoài tỉnh, thành phố Hà Nội có hơn 16.000 bài dự thi, các tỉnh Vĩnh Long, Sơn La và thành phố Hồ Chí Minh có hơn 200 bài dự thi. Thông qua những bài thi, những câu chuyện của các tác giả tham dự, những giá trị lịch sử truyền thống của Hưng Yên được nhân lên nhiều lần. Từ năm 2012 đến nay, xã Phụ Ủng, huyện Ân Thi đầu tư xây mới 3 nhà văn hóa thôn, qua đó khắc phục tình trạng thiếu nơi hội họp ở khu dân cư. Xã Phụ Ủng vừa hoàn thiện và đưa vào sử dụng 3 công trình nhà văn hóa ở các thôn Huệ Lai, La Mát, Hồng Lương và sửa chữa xong nhà văn hóa thôn Đồng Mái. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng các công trình là trên 7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của xã. Sau khi nhà văn hóa hoàn thành, nhân dân ở các thôn xã hội hóa để mua sắm bàn ghế, trang thiết bị đồ dùng trong nhà văn hóa. Điển hình như thôn Hồng Lương xã hội hóa hơn 500 triệu đồng để xây cầu, tường bao, trồng cây xanh và mở rộng sân nhà văn hóa, làm lán xe phục vụ nhu cầu để xe ô tô của người dân trong thôn. Hiện nay 7 trên 7 thôn trong xã Phụ Ủng đã có nhà văn hóa độc lập, đáp ứng tốt việc sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại địa phương. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Đêm ngày 13 tháng 5 năm 2023, tại quán karaoke Romantic Club ở thôn Nhạc Lộc, xã Trương Trắc, huyện Văn Lâm, Công an huyện Văn Lâm phối hợp với Công an xã Trương Trắc kiểm tra phát hiện tại phòng VIP 3 có 9 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, cả 9 đối tượng trên đều dương tính với ma túy. Thu giữ tại chỗ một đĩa sứ màu trắng hình tròn, trên mặt đĩa để một thẻ căn cước công dân, một tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng cuộn tròn và một thẻ ngân hàng đều bám dính chất bột màu trắng. Một túi ni lông bên trong có bám chất bột màu trắng nghi là ma túy. Tiến hành trưng cầu giám định chất bột màu trắng thu giữ được, kết quả là ma túy tổng hợp loại ketamin có khối lượng 0,138g. Trong số này có 5 đối tượng là công nhân làm việc tại công trường xây dựng khu đô thị Vinhome Ocean Park 2 và 3. Công an huyện Văn Lâm đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.
Liên tiếp trong hai ngày 12 và 13 tháng 5 năm 2023 vừa qua đã xảy ra hai vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng làm 7 người tử vong, gây thiệt hại nhiều về tài sản. Một quán bar ở thành phố Hải Phòng và căn nhà 4 tầng thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Thực tế trên cho thấy việc nâng cao ý thức cho người dân tự phòng, tự bảo vệ, tự phát hiện và có kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn, biết xử lý tình huống khi có cháy nổ xảy ra là điều hết sức cần thiết. Đến thời điểm này, thành phố Hưng Yên đã thành lập được 32 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và 2 điểm chữa cháy công cộng ở một số phường xã như An Tảo, Hiến Nam, Lam Sơn, Bảo Khê. Mỗi tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy gồm từ 5 đến 15 hộ gia đình. Các hộ tự trang bị bình chữa cháy, dụng cụ phá rỡ, nút ấn báo cháy, chuông báo cháy được kết nối liên thông để khi có sự cố tại một nhà thì tất cả các nhà khác đều biết để hỗ trợ cứu người, tài sản và tham gia chữa cháy. Tổ hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, tự quản. Ngoài ra, hai điểm chữa cháy công cộng đặt tại các ngõ tập trung nhiều hộ dân có chiều dài từ 50 mét trở lên mà xe chữa cháy không thể vào được. Tại điểm chữa cháy công cộng, thành phố Hưng Yên trang bị các phương tiện cần thiết như bình chữa cháy, kìm cộng lực để người dân chủ động sẵn sàng chữa cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra trong khu dân cư. Công an thành phố Hưng Yên phấn đấu đến cuối tháng 6 năm nay sẽ thành lập được khoảng 50 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và 4 điểm chữa cháy công cộng, tiếp tục tăng cường mở các lớp tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, đảm bảo 100% hộ gia đình trên địa bàn có một người được tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kỹ năng thoát hiểm thoát nạn. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh thường xuyên có nhiều lao động đến thuê nhà lưu trú. Trong số này, nhiều người đến từ các tỉnh vùng cao, thời gian thuê trọ thất thường, giờ làm của các công nhân cũng không thống nhất. Đây là nguyên nhân khiến cho các xóm trọ luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự an toàn. Trước thực trạng này, các địa phương đã rất nỗ lực nhằm đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế thấp nhất các vụ việc xảy ra. Gia đình ông Chu Văn Bắc ở thôn Đỗ Xá, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ có 11 phòng trọ, lúc cao điểm có tới 30 cư dân trọ, cơ bản là công nhân. Ông cho biết các phòng trọ ở chung với khuôn viên của gia đình nên rất dễ quản lý. Cùng với đó, ông cũng rất cẩn trọng đối với những cư dân trước khi đến trọ. Mọi người đến đây thuê trọ thì trước tiên là tôi xem về lý lịch bản thân, làm về cái thủ tục tạm trú tạm vắng, xong quán triệt không được tập trung ăn uống nhậu nhẹt, nếu được thì phải được sự đồng ý của tôi. Thế còn tối thì 10 giờ là tôi không cho ai ra hay vào. Xác định rõ đây là địa bàn thường xuyên có tới hàng trăm người trọ lại ở tải tác trong khu dân cư, nên lực lượng công an thị trấn Yên Mỹ cùng với việc quản lý theo quy định tổ chức tuần tra thì các cán bộ được phân công phụ trách các khu dân cư còn thường xuyên có mặt tại địa bàn nắm tình hình, kiểm tra đột xuất. Tuy nhiên cũng không thể quán xuyến được hết, nhất là những va vấp nhỏ giữa họ với nhau hoặc khi ta khỏi nơi trọ. Cử cán bộ và phối hợp với cả công an viên với trưởng thôn đi tuần tra ban đêm, chúng tôi rà soát rất kỹ trong công tác quản lý, nhắc nhở cơ sở có cho thuê trọ là để đảm bảo từ cái việc tụ tập rồi hút hít rồi là cờ bạc. Những chủ trọ không tuân thủ thì chúng tôi sẽ cương quyết xử lý, không làm tạm trú. Tại phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, số người thuê trọ thường xuyên có khoảng 4.000 công nhân và sinh viên. Cũng giống như các địa phương khác, họ đến đi thường xuyên. Hơn nữa, công nhân giờ làm không thống nhất, đi về thất thường. Nhiều công nhân ở nơi khác còn đến giao lưu thăm nhau, do đó rất khó khăn cho công tác quản lý. Và đây cũng là nguyên nhân xảy ra các vụ mâu thuẫn. Năm 2022, địa phương này đã xảy ra 27 vụ việc như lĩnh vực trộm cắp, gây rối an ninh trật tự. Từ đầu năm đến nay mới xảy ra 6 vụ, chủ yếu trong lĩnh vực môi trường và xô xát nhẹ. Quán triệt cho các cái chủ trọ nắm rõ lý lịch, nắm rõ cái việc người ta về làm công ty nào, làm những việc gì. Đồng thời là cũng quán triệt là tuyệt đối không cho người trọ là tụ tập uống rượu bia, thế rồi cờ bạc. Nói rõ với các cái chủ trọ là các gia đình nào mà có người đi làm ca làm đêm thì phải là báo cáo địa phương. Đồng thời là phải chấp hành đúng theo cái nội quy công an phường đã đề ra.
Thực tế ở hai địa phương trên đã cho thấy nguy cơ xảy ra mất trật tự an ninh tiềm ẩn khó lường, có thể xảy ra ở mọi lúc mọi nơi. Vì thế, đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự tại các khu vực này thì việc yêu cầu người đến trọ thực hiện các quy định cũng như cam kết là chưa đủ, mà cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa chính quyền với cơ quan chức năng và người dân doanh nghiệp có công dân tạm trú. Đặc biệt, cần thiết lập cơ chế quản lý cụ thể với từng địa phương, với từng khu vực có cư dân đến trọ.